Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với part 2 của Unit 20, chủ đề từ vựng Weather and Environment. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ học phần Word Formation. Từ đầu tiên, ta sẽ học đó là tính từ Accurate. Từ trái nghĩa của nó, ta thêm tiếp vị ngữ inaccurate. Tính từ này, ta nhấn âm 1 và danh từ của nó cũng nhấn âm 1, Accuracy và Inaccuracy. The brochure tries to give a fair and accurate description of each hotel. Thường accurate, chúng ta sẽ đi chung một cặp với tính từ fair, fair and accurate. The cutter is accurate to within 1.5 millimeter. Well, half a millimeter. Cái máy cắt này chính xác tới 1/2 millimeter. Và chúng ta nhớ accurate trong trường hợp này đi với giới từ to. To within trong phạm vi bao nhiêu đó. Half a millimeter. It's impossible to predict the weather accurately. Đây là trạng từ của nó. The writer is guilty of bias and inaccuracy. Đối với danh từ thì chúng ta thấy nó thường đi với danh từ bias, sự thiên vị, thiếu chính xác. As a journalist, you simply cannot tolerate inaccuracy. Với tư cách là một phóng viên thì bạn không thể chấp nhận sự thiếu chính xác trong việc đưa tin, inaccuracy. Chúng ta đến với từ tiếp theo, đó là từ compost. Danh từ và động từ đọc như nhau, compost. Và chúng ta có tính từ của nó, compostable. To compost, organic household waste can be composted to make garden fertilizer, ủ phân. Những cái chất thải organic trong các hộ gia đình có thể được ủ làm phân để bón cho vườn, make garden fertilizer, làm phân bón cho vườn. Compost. The trees will be cut up and used to make compost. Những cái cây này sẽ được chặt ra và dùng làm phân ủ. The green bin scheme collects compostable waste including cardboard. Dự án thùng rác xanh sẽ thu gom những cái chất thải có thể ủ phân được, bao gồm cả bìa cạc tông, thùng cạc tông. Chúng ta đến với từ control. Control tính từ, danh từ và động từ như nhau. Chúng ta có hai tính từ của nó là controllable và controlled. Phủ định ta thêm tiếp vị ngữ an. Firefighters had the blaze under control by night 44 p.m. Các những người lính cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, to have something under control, khống chế được cái gì đó vào khoảng 9:44 tối. The police were in complete control of the situation. To be in control of, chúng ta hoàn toàn làm chủ được cái gì. Something is under control. You are in control of something. Chúng ta để ý hai cái này nghĩa không có giống nhau nha. Nó sẽ ngược nhau. The forest fire was nearly out of control when suddenly it rained heavily and saved the day. Cái đám cháy rừng suýt chút xíu nữa thì không thể kiểm soát được nhờ đột nhiên trời mưa to và đã save the day, là giúp người ta thoát khỏi một cái tình trạng không may nào đó. Thì chúng ta có out of control, nó sẽ trái nghĩa của nó sẽ là under control. Something is under control, something is out of control. Students are encouraged to take control of their own learning rather than just depending on the teacher. Học sinh được khuyến khích tự làm chủ việc học của mình thay vì phụ thuộc vào giáo viên. Excessive drinking can make you lose control of your own life. Việc uống rượu quá nhiều có thể làm cho bạn mất kiểm soát cuộc sống cá nhân. Ta sang động từ control. Development in areas of outstanding natural beauty is strictly controlled. Phát triển, các dự án phát triển ở những khu vực có
những nơi mà mang vẻ đẹp thiên nhiên thì sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt, strictly controlled. Chúng ta sang tính từ she began shaking uncontrollably. Cô ấy bắt đầu run một cách không kiểm soát được, không thể kiểm soát được, uncontrollably. Some people think that uncontrolled economic growth and environmental stability are mutually exclusive. Một số người nghĩ rằng sự phát triển kinh tế một cách không kiểm soát và sự ổn định về mặt môi trường có tính loại trừ lẫn nhau. Ta sang từ tiếp theo, đó là từ danger. Chúng ta có hai danh từ danger, endangerment, động từ endanger và hai tính từ dangerous, endangered. The wild population of koalas is in danger of dying out. Có nguy cơ bị tuyệt chủng, to die out, to become extinct. People living in the danger area or danger zone have been told to leave. Khu vực nguy hiểm. On their journey across the desert, they face danger of all sorts. Họ phải đối mặt với mọi loại nguy hiểm. To face danger. The problems that have contributed to the endangerment of the species are largely caused by humans. Endangerment, việc gây nguy hiểm cho cái gì đó. Động từ endanger. The health of our children is being endangered by exhaust fumes. To cause danger to someone or something, endanger. Ta có thêm tiếp vị ngữ in làm tăng thêm thường tiếp vị ngữ in ta có thể thêm đằng trước hoặc đằng sau một từ và nó mang nghĩa là làm tăng thêm cái mức độ của cái từ đó. The pain they're using is dangerous to people and animals. These orangutans are critically endangered due to habitat loss. Những con orangutan này có đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, đang bị đe dọa nghiêm trọng do môi trường sống của chúng bị mất đi. Ta sang từ tiếp theo, đó là từ decompose, phân hủy, phân rã. Water decomposes into oxygen and hydrogen. Nước có thể tách thành, Decompose nghĩa thứ nhất là nó phân tách thành cái dạng đơn giản hơn thì nước có thể tách thành oxy và hydro và nghĩa thứ hai là bị nó giống với decay là phân hủy. Most animals decompose very quickly after death. Hầu hết động vật phân hủy rất nhanh sau khi chết. Chúng ta có danh từ của nó decomposition. Distillation at a lower temperature avoids the risk of thermal decomposition. Việc phân tách ở nhiệt độ thấp hơn sẽ giúp tránh nguy cơ phân hủy do nhiệt. Ta sang từ kế tiếp là từ degrade hoặc là biodegrade. Ta có tính từ của nó degradable, biodegradable và từ phủ định non-biodegradable, degrade. Black plastic start to degrade upon exposure to sunlight. Cũng là phân hủy. Nhựa đen bắt đầu phân hủy khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. That bottle that takes just 3 minutes to drink can take up to 1,000 years to biodegrade. Cái chai đó chỉ mất 3 phút thì uống hết, không dùng nữa. Nhưng phải mất cả nghìn năm mới có thể tự phân hủy sinh học, biodegrade, và phân hủy thành những cái chất tự nhiên mà không gây hại cho môi trường. Chúng ta có từ biodegrade. Most plastics are not readily biodegradable. Ta sang từ tiếp theo, đó là động từ develop. Chúng ta có bốn tính từ developed, developing, undeveloped và underdeveloped. Và hai danh từ development, developer. The place has rapidly developed from a small fishing community into a thriving tourist resort. Nơi này đã nhanh chóng phát triển từ một cái cộng đồng ngư dân nhỏ sang một cái khu du lịch phát triển mạnh mẽ.
The average citizen in the developed world uses over 155 kilograms of paper per year. Trung bình, một công dân ở đất nước phát triển sử dụng hơn 150 ký giấy mỗi năm. Helping to alleviate poverty in developing countries also helps to reduce environmental destruction. Giúp xóa đói nghèo ở các nước đang phát triển cũng là giúp giảm những cái tổn hại, sự tàn phá về mặt môi trường. Thousands of people died of famine in underdeveloped countries. Hàng nghìn người chết vì đói ở các nước kém phát triển, underdeveloped. He recommended that local governments start buying undeveloped land for affordable housing. Anh ấy đề nghị chính phủ địa phương bắt đầu mua vùng đất chưa phát triển để xây những căn nhà, giúp xây những căn nhà ở có giá giá phải chăng. Chúng ta có hai để ý hai từ underdeveloped countries là các nước kém phát triển, undeveloped là chưa phát triển. Thì thường ta dùng với từ land, undeveloped land, những vùng đất chưa có phát triển. The government is committed to sustainable development and the protection of the environment. Phát triển bền vững, sustainable development. Future models will utilize Jaguar's green hybrid technology now under development. Under development, cái cụm này nghĩa là đang trong quá trình phát triển, chưa hoàn chỉnh. They made a deal to sell the land to a property developer. Một nhà phát triển, property là tài sản. Chúng ta sang từ kế tiếp, đó là từ affect, động từ affect, danh từ effect, tính từ effective. Trái nghĩa của nó chúng ta có đi vị ngữ in, ineffective. The quality and health of the soil directly affects the quality and health of the plants. Ảnh hưởng một cách trực tiếp, directly affects. Modern farming methods can have an adverse effect on the environment. Adverse đây đồng nghĩa với từ negative, ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng xấu ha. Và chúng ta nhớ effect, ta dùng với động từ have và giới từ on. Farms can have both positive and negative effects on the community. Carbon dioxide is the largest contributor to the greenhouse effect. Khí CO2 là cái nguyên nhân lớn nhất góp phần tạo ra hiệu ứng nhà kính. Contributor là cái yếu tố góp phần gây ra, dẫn đến cái gì đó. The chemical was almost totally ineffective in killing the weeds. Cái hóa chất này hoàn toàn không hiệu quả trong việc diệt cỏ dại. Chúng ta nhớ effective, ineffective, chúng ta dùng với giới từ in. Modern science and technology empower human beings to control natural forces more effectively. Chúng ta sang danh từ environment, environmentalist và tính từ environmental. People need to live in harmony with nature and conserve the environment. Con người cần sống hài hòa với thiên nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, in harmony with và bảo tồn, bảo vệ môi trường. Environmentalist would like to see fossil fuels replaced by renewable energy sources. Các nhà môi trường học muốn nhìn thấy nhiên liệu hóa thạch được thay thế bởi các nguồn năng lượng có thể tái tạo được. Schools are crucial in helping to raise environmental awareness. Trường học đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nâng cao nhận thức về môi trường. Electric buses are a clean, environmentally friendly way to travel. Chúng ta học cái cụm environmentally friendly, thân thiện với môi trường. Chúng ta sang từ extreme. Extreme là tính từ và nó cũng là danh từ. Chúng ta có hai danh từ khác của nó là extremity và extremist. Desert plants can adapt to cope with extreme heat. Extreme là cùng cực, ở mức cao nhất. Các cây, loài cây sống ở sa mạc có thể thay đổi để thích nghi với cái nhiệt độ vô cùng cao ở sa mạc.
It's a difficult place to live in because of its climatic extremes. Climatic extremes là những cái sự khắc nghiệt về mặt khí hậu. Nếu nóng thì rất là nóng, mà lạnh thì rất là lạnh ở mức cao nhất. The lake is situated at the eastern extremity of the mountain range. Chúng ta có từ này, nó hay đi với tính từ chỉ hướng ha, thì đây là cực đông. Cái hồ này nằm ở vùng cực đông của cái dãy núi. The eastern extremity of. The bomb was planted by right-wing extremists. Những kẻ cực đoan, theo cánh tả. Chúng ta sẽ học từ tiếp theo. Đó là động từ home. Home vừa là danh từ vừa là động từ. Chúng ta có những tính từ của nó: harmful, harmless, and harmed. Try to choose products that do the least harm to the environment. To do harm to, gây hại cho. She was relieved to see the children had come to no harm. Thì chúng ta có nguyên cụm come to no harm, và không bị tổn thương, không bị thương. Any scandal will certainly harm the company's reputation, gây tổn hại do danh tiếng của công ty. The destruction of the ozone layer will have a very harmful effect on the environment. Harmful effect. Industry has been working at developing harmless substitutes for these gases. Những cái chất khí thay thế, chất khí này không gây hại cho môi trường. Her parents were alerted by their pet cats, and the family escaped unharmed. Bố mẹ của cô ấy được con mèo báo động, và nhờ đó cả gia đình đã thoát ra mà không bị hại, không bị thương. Thường cái từ này nó đi với động từ escape, so escape unharmed, thoát ra mà không bị thương. Chúng ta đến với từ likely. Từ này phủ định của nó là unlikely, danh từ likelihood, unlikelihood. What is the likely impact of the new factory on the local environment? Ảnh hưởng có thể có. Likely chúng ta có thể dùng như một tính từ đứng trước bộ nghĩa danh từ. Showers and thunderstorms are likely in the afternoon. Chúng ta cũng có thể dùng nó như một tính từ sau động từ to be. It is likely to remain cold all weekend. Rất có khả năng là trời sẽ lạnh suốt cả cuối tuần. Chúng ta lưu ý từ likely là một từ đặc biệt. Chúng ta có thể dùng với chủ từ thật như trong ví dụ thứ hai, hoặc chúng ta có thể dùng với chủ từ giả như trong ví dụ thứ ba, be likely to do something. In the unlikely event of a fire, passengers should move to the top deck. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, và cái khả năng này rất là thấp. Những này nó là nguyên một cụm, ta cần học thuộc in the unlikely event of something. Thì hành khách nên di chuyển lên khoang trên cùng. Danh từ likelihood, there is very little likelihood of that happening. Rất hầu như không có khả năng chuyện gì đó xảy ra. Ta học nguyên cái cụm này. There is very little likelihood of something. In all likelihood, cụm này đồng nghĩa với very probably. In all likelihood, the meeting will be cancelled. The likelihood is that unemployment figures will continue to fall. Thì đối với từ likelihood này, ta học thì học theo nguyên cụm nhé. Như là những cái fixed phrase của nó. He stressed the unlikelihood of something like this ever happening again. Nhấn mạnh cái khả năng chuyện gì đó không thể xảy ra. The unlikelihood of something happening. Ta đến với từ tiếp theo, đó là tính từ low, lower, động từ lower và danh từ low. Tonight temperatures in most areas will be in the low 50s. Tối nay nhiệt độ ở hầu hết các khu vực sẽ ở mức thấp. In the low. We are running low on gas. Chúng ta sắp hết ga rồi. To run low on something. Terry seems to be in rather low spirits today. To be in low spirits. Tâm trạng u uế buồn. This G is relatively low in fact. Cái hàm lượng gì đó thấp. Trái nghĩa của nó là high, high in, low in something.
She has a very low opinion of her own abilities. Đánh giá thấp hoặc cao cái gì đó. To have a very low or very high opinion of something. There is a tremendous need for more low-cost housing. Nhà giá thấp, low cost. Nina chew her lower lip anxiously. Nina cắn môi dưới, cách đầy lo lắng. Khi lo lắng, ta thường có động tác là cắn môi. Chúng ta có lower để đối lập với upper. Ta sang động từ lower. He lowered his voice to a whisper. Hạ thấp giọng. Mild exercise 3 times a week significantly lowers your risk of cancer. Tập thể dục nhẹ 3 lần mỗi tuần thì làm giảm đáng kể nguy cơ bị ung thư. To lower the risk of. Ta sang danh từ low. The euro has fallen to an all-time or to a record low. Thấp kỷ lục, an all-time low, a record low. We all experience highs and lows in life. Cái này nó đi chung với một cụm nhé. Những lúc thăng trầm trong cuộc sống. Highs and lows. Từ tiếp theo chúng ta sẽ học đó là từ nature. Và tính từ natural. Take time to appreciate the beauties of nature. Vẻ đẹp thiên nhiên. Why phosphorus is so reactive? That it is not found in nature. Trong thiên nhiên. Trong tự nhiên. Is genius the result of nature or nurture? Thì hai từ này đối lập với nhau. Nature là do môi trường và nurture là do quá trình ta. Nature là do sinh ra ta đã có ha, và nurture là do quá trình ta nuôi dưỡng. She is very sensitive by nature. Chỉ bản chất của một người nào đó ha. Her kindness has restored my faith in human nature. Bản chất tốt đẹp của con người. People are always taking advantage of her good nature. Good nature, someone's good nature. Người có bản chất tốt, có tấm lòng tốt, good nature. We should respect animals and the natural environment, which is their home, môi trường tự nhiên. The natural beauty of flowers inspired Monet's experiments in color. Vẻ đẹp thiên nhiên, tự nhiên. The building is designed to let in as much natural light as possible. Đây là tự nhiên, ánh sáng tự nhiên để đối lập với ánh sáng nhân tạo. It's only natural to worry about your children. Việc lo lắng về con cái là điều tự nhiên, là điều chúng ta thường gặp. Chúng ta đến với từ cuối cùng trong phần 2, đó là từ neighbor. Từ này, British English, chúng ta sẽ có chữ you như thế này. Còn đối với American English, chúng ta sẽ bỏ chữ you đi. She's been a very good next door neighbor to me. Hàng xóm kế bên nhà. Chúng ta dùng cái giới từ to, nhà danh từ chỉ người. Laos and Cambodia are Vietnam's nearest neighbors. We live in a quiet residential neighborhood in the south of the city. Neighborhood là cái vùng mà chúng ta sống. Khu dân cư residential neighborhood. Houses in the neighborhood of Paris are extremely expensive. Thì cái cụm in the neighborhood of là gần, đâu đó, chung quanh cái gì đó. Chúng ta sang tính từ neighborly và neighboring. Did it cross her mind that the old woman might just be paying a neighborly visit? To pay a neighborly visit. Xã giao, đến thăm xã giao ai đó. Thousands of refugees have sought sanctuary in neighboring countries. Neighboring ở đây là lân cận, kế bên, gần bên. Hàng nghìn dân tị nạn đã tìm nơi trú ẩn ở các nước láng giềng, nước lân cận. Vừa rồi cô đã trình bày một số từ trong phần Word Formation. Hẹn gặp lại các em trong phần 3 của bài. Cô chào các em.